Theo tính toán, đợt điều chỉnh viện phí lần này, mức chênh lệch giữa khoản phí người bệnh phải trả theo giá mới không chênh lệch quá cao so với giá cũ. Tuy nhiên, với các mức chi trả khác nhau thì người bệnh sẽ phải chịu mức tăng khác nhau. Do vậy, tác động của giá viện phí mới đối với từng đối tượng cũng có sự khác biệt. Ghi nhận của phóng viên kênh VTC14 ngay trong sáng ngày hôm nay tại Bệnh viện Bạch Mai, một trong 9 bệnh viện tuyến trung ương. Ngay trước khoa khám bệnh và tiếp đón bệnh nhân, bảng giá viện phí mới này bắt đầu có hiệu lực từ sáng ngày hôm nay. Theo đó, thì 1.887 dịch vụ tại Bệnh viện Bạch Mai sẽ được điều chỉnh. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân tại đây không nắm được thông tin này. Chưa đọc, chưa gì cái ốm rồi đi, cứ tháng đi viện 2 lần là cứ đi đó thôi, rồi thanh toán viện phí rồi về đó thôi, đúng không để ý đến. Khoa thận nhân tạo. Với những bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế đang điều trị tại đây, nếu trước ngày 1 tháng 3, chi phí một lần chạy thận là 460.000 đồng. Sau ngày 1 tháng 3, chi phí này sẽ tăng lên thành 543.000 đồng, tức là tăng thêm 83.000 đồng mỗi lần chạy thận. 6 năm chạy thận, cũng như các bệnh nhân khác, bà Lan mỗi tháng phải chạy thận 12 lần. Theo cách tính mới, thì mỗi tháng bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế tại đây phải đóng thêm gần 1 triệu đồng. Tuy nhiên, vì là đối tượng được bảo hiểm chi trả 95%, nên mỗi tháng bà chỉ phải đóng tăng thêm 50.000 đồng so với trước đây. Dù vậy, với người phải rời quê lên Hà Nội chạy chữa như bà Lan, mỗi khoản phí tăng lên lại là một nỗi lo. Cái viên thuốc thì chắc chắn thì nào cũng tăng rồi. Hoặc là những cái dịch vụ như là phẫu thuật mổ xẻ này, hoặc là ví dụ như mổ cầu tay, vì bệnh nhân thận thì là thường thường là người ta hay bị trục trặc về cái cầu tay này đấy, thì chắc chắn là cũng sẽ bị tăng. Vì thực ra thì cứ bảo là 5% đối với hưu trí thì nó không đáng là bao nhiêu, nhưng mà bởi vì là ngoài cái chạy thận ra thì nó còn nhiều biến chứng. Tôi nghĩ là cái tăng giá này là một cái điều chỉnh rất kịp thời, phù hợp, và khi điều chỉnh giá như này thì các cái dịch vụ kỹ thuật mới phát triển được. Tham gia bảo hiểm y tế thì có 3 đối tượng là hưởng 100% ấy, thì chắc chắn là không ảnh hưởng gì ạ. Đối tượng thứ hai là được hưởng 80%, có nghĩa là bệnh nhân phải đóng 20%. Nhưng quy định của bảo hiểm là nếu như vượt quá 6 tháng lương cơ bản thì sẽ không phải đồng chi trả, có nghĩa là đối tượng này cũng không bị ảnh hưởng. Thứ ba là được hưởng 95%, có nghĩa là 5%. Thì đối tượng này thì bị ảnh hưởng bởi vì họ không bao giờ đóng để đến trần cả 7 triệu cả. Như vậy là trong suốt quá trình 1 năm điều trị đây họ sẽ phải đóng khoảng sấp xỉ 1 triệu. Thì tôi nghĩ là tất nhiên với bệnh nhân nghèo thì cũng có ảnh hưởng, nhưng mà cũng không phải là ảnh hưởng rất lắm. 7 đến 9 triệu là chi phí chạy thận 1 tháng của bệnh nhân không có bảo hiểm y tế, một khoản tiền không hề nhỏ. Vì thế mức điều chỉnh lần này chỉ áp dụng với bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế trước. Giá dịch vụ y tế tăng với những bệnh nhân có bảo hiểm y tế điều trị ngắn ngày sẽ không tạo sức ép quá lớn. Nhưng bệnh nhân mãn tính thì ít nhất vẫn là một gánh nặng. Sẽ có một đợt điều chỉnh viện phí nữa trong năm nay, theo dự kiến vào ngày 1 tháng 7 tới.